với chương trình Hay Hay Hên. Hay Hay Hên. Chương trình được đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, sẽ được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp những khách mời ngày hôm nay thôi nào. Dạ, khách mời đầu tiên là anh Phạm Duy Thượng. Wow. Và nữ diễn viên Lâm Thị Vĩ Dạ. Alo. Hello. Dạ. Cho hỏi mình đến đây với vai trò là MC của chương trình Hay Hay Hên. Hay Hay Hên. MC của chương trình. Ôi thế chúng tôi để đâu? Thế chúng tôi để đâu? Khách mời. Khách mời. Chắc là các bạn tưởng làm MC của chương trình Hay Hay Hên là dễ ha. Nói cho các bạn biết, để mà công bố luật chơi không phải là điều đơn giản đâu. Tôi mời các bạn nói trước luôn á. Anh đã theo dõi cái chương trình này rất là lâu rồi và anh đã rất hiểu luật chơi rồi. Cho nên nói là... đi, vấn đề là... Nói đi, chúng ta sẽ có nừng sọn sọn xịp hộp. Nừng sọn sọn xịp hộp. Nà khắp. Sọn xịp hộp ô nà khắp. Hiểu không? Hiểu không? Sọn xịp hộp ô nà khắp. Có nghĩa là có 26 ô. Vô cái ô nào chúng ta sẽ vô cái ô đó. Ví dụ như là đây là kim cương. Kim cương là gì? Là biểu tượng của sự tiền bạc đó em. Còn ở đây là Q&A. Q&A là gì? Trả lời câu hỏi. Không phải, Q&A không phải là trả lời câu hỏi, mà là chị Bình Anh. Chị Bình Anh. Gì vậy? Đi vô trong học lại bài hồi nãy đi. Không được quăng những cái miếng bậy bạ gì đúng không ạ? À? Đúng rồi. Những cái miếng mà vô tri như vậy á thì những người mà kế bên dạ là dạ phải nên trừng trị ngay lập tức. Thật ra thì vô duyên nó lay lẹ lắm. Cho nên là mình hãy nên giữ khoảng cách. Thôi anh ơi đừng ép em làm em chơi nữa. Em nói anh ở trong cánh gà rồi mà. Em nói là thôi em muốn là người chơi. Muốn là người chơi. Thôi nói đùa thôi chứ thật ra là hôm nay chúng ta đến đây với vai trò khách mời và chúng ta sẽ nhường lại vị trí MC cho hai người. Ủa là nãy giờ hai bạn đang đùa hả? Dạ. Dù gì họ cũng đã biết thân biết phận của mình rồi. Tôi thấy những cái sự đùa cợt này rất là vui, rất là mắc cười luôn á. Tí suối em á, em nãy chồng em nói là thôi đừng vậy mà cái tí suối em. Không phải đâu, thật ra là MC là nghĩ cho mọi người đó. MC biết rằng là một ngày mọi người phải quay rất là cực khổ trong chương trình Hay Hay Hơn, cho nên là MC muốn là đến đây để mà giúp đỡ cho mọi người phần nào những cái áp lực cũng như là những dữ vọng của mọi người để những qua những số tiếp theo đó. Rồi bây giờ chúng ta đến với luật chơi của Sơn Thạch. Đứng ở ngoài thì nói hay lắm nè, coi bạn của tôi làm gì. Chơi liền, chơi liền nè, nôn mà nôn mà. Em chúc cho anh là may mắn bình an nha. Bình thường đi. 2, 3. Bón quà. Ô số 1 là ô quà tặng. Mặc dù đi rất là khiêm tốn nhưng mà ST may mắn nhận được quà tặng từ chương trình. Quà đến đây rồi dạ. Wow. ST có vẻ vui quá ha. Em tò mò quá. Tò mò không em? Tò mò. Em được dùng chung nếu như ST cho phép. Không, khoan từ. Em làm gì sợ vậy, quà mà. Em thấy cái mặt anh nó không có... Anh không biết, anh không biết thề. Đây là quà hay thử thách? Quà. Quà thì cứ vui vẻ đón nhận thôi, vui đúng không? Vui vẻ đón rồi. Hey, hey. Có con dao gọt luôn nè. Gọt luôn. Có đây, con đây. Tôm, có con dao luôn. Đây rồi, giờ ngồi ăn luôn nè. Dạo này cũng bể sao? Em ổn, ok á. Ê, nói nghe nè, không phải mình đi khu du lịch sinh thái hai bạn, hai bạn. Nè, nè, cho chị miếng nè, cho có sức nè. Nhưng mà ổi là ổi gì à? Xuất xứ từ đâu à? Đây là ổi Indonesia. Ngon, ngon, có muối. Có muối, muối tôm nè, ăn đi. Rồi anh chị nào mà mua ổi vô đây ghé vô tiệm em chơi chút xíu nha. 35.000 ký, 35.000 ký nha. Mời bạn ăn nha, tôi đây không chờ bằng nữa, giờ tôi ăn liền. Ngon hả? Quá. Cái này rất là ngon, nó giòn vừa đủ, nó ngọt vừa đủ nha. Đây chương trình ẩm thực hả mọi người? Mà rất là thanh nha mọi người nha. Nè, ăn cắn thử cho mọi người coi nè. À á. Ôi, rất là dịu nha. Ủa mà quà của ai vậy mọi người? Mà quà của ai vậy mọi người? Mà quét tê tê nhường cơm. Đem về hả? Ba quà tặng chương trình dành cho ST đó chính là ba cái ổi. Không biết vì sao lại tặng muối nha. Không lẽ chứ chị đừng. Chị. Không lẽ cứ nói thẳng đây là nhạc. Đây là nhạc. Thẳng đây là nhạc. Ê, ê, ủa. Không. Vậy nè, nghiệp đến nhanh lắm nha. Hai bước nữa là tới cái nước mắt chàng chè này nha. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Một diện nó thay đổi rồi. Số 5 đó chính là ô Hay Hay Hên. Đây là một ô đặc biệt của chương trình. Hai người cùng được tham gia. Wow.
Là may mắn dữ chưa? Rồi may mắn mà. Thì cái chuyện mình chọn hay hoặc là hên. Dạ. Nè, trong đây không biết có cái gì nhưng mà nó có hai số 1 và 2. Ngọc Phước là người vào ô này nên được quyền chọn trước là 1 hay 2. Và số kia bắt buộc ST phải nhận. Nếu em hay là anh bị hại đó. Em nghĩ em nên chọn 1 hay 2 nè. 1 đi. 1 đi. Chắc chưa? Chắc rồi. Chốt chắc chưa? Chưa? Chắc chưa? Ê, đừng làm em lung lay nha. Anh không biết và chị Dạ cũng không biết luôn nha. Đúng rồi, chúng tôi không hề biết. Chỉ hù vậy chơi cho vui thôi. Chỉ hù vậy chơi cho vui thôi. Khôn chọn 1 dại dột chọn 2. Nghe không ạ? À rồi. Khôn chọn 1 dại dột thì chọn 2 vậy đó. Vậy thì ơi, chọn em thấy em khôn một bữa nha. Em chọn số 1. Rồi. Số 1. Rồi, hãy ti dại bữa đi. Chọn số 2. Ủa, ti đâu được chọn hả? Không có sự lựa chọn. Mời Ngọc Phước mở nắp ra. Hãy chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Mở ti vô trong luôn. Cái này là tình bạn là tất cả. Tự nhiên nhìn tôi tình bạn là tất cả. Quá là ngon, quá là ngon. Đây chỉ là hai cái miếng chuối chiên thôi. Thật sự nha, một và hai SC đều không ăn được. Sao vậy? Tôi không biết ăn chuối giống như ông không biết ăn chôm chơm vì đó chuối. Ông đừng có quá đáng như vậy, chuối không có gì cũng ăn được hết trơn. Chuối rất là dễ ăn. Đúng rồi. Không, tôi chỉ ăn được chuối Mỹ thôi. Là cái chuối mà cái da nó láng, một là chuối già, chuối cao, chuối Mỹ đó. Thì bánh chuối là chuối già đó. Chuối già, chuối già cũng già bá. Chuối già là chuối màu xanh á. Không, cũng già bá vậy á. Thôi ăn đi. Ăn đi. Rồi, hãy ăn một cách thật là ngon lành. Cắn khúc giữa đó. Ăn ngay. Ngon mà có gì đâu mấy đứa này. Quá tuyệt vời luôn. Gì vậy? Gì vậy? Sao vậy? Cho cái số, cho cái số, cho ST cái số. Ủa, em thấy làm sao cho Ngọc Phước? Em ăn bình thường. Ngon mà đúng không? Em ăn hơi dầu thôi nhưng mà ok mà. Nóng giòn không? Không nóng giòn nhưng mà hơi dầu nhưng mà ngon. Sao vậy? Móng tôm. Móng tôm. Mà thì em ăn, anh thử lại cái cho mọi người. Bây giờ em ăn thử đi nè. Nói rồi, muốn em chọn cái mọt rồi em. Nhưng mà cái bùn mì gòn có bỏ rồi. Không, ăn hết bé ơi. Ăn hết mới có 1 triệu. Vậy hả? Mà nó rồi. Ngọc Phước đã ăn xong rồi. Ồ, vậy là Ngọc Phước đã giành được 1 triệu từ chương trình Hay Hay Hên. Ủa? Số 1 đó là ô thử thách. Nói chung là ST tính quá, tính già quá non. Tính già quá non. Chúng ta hãy cùng xem thử thách của ST là gì nha. Và thưa quý vị, như được biết ST là một dancer, là một ca sĩ nhảy rất là giỏi. Nên cái việc mà theo nhịp rồi tiết tấu đồ là miễn bàn mọi người ơi. Nên chương trình đã quyết định cho một hình phạt khá là dễ. Hình phạt, hình phạt. Thử thách chứ, xin lỗi. Thử thách khá là dễ, đó chính là đeo cái này vào vai. Ê, có giống như mình bị gài á. Nha, cái gì chỉ đơn giản là vừa nhảy nhưng mà phải lắc vậy là đó. Cùng tay cùng chân vô cho tôi. Cùng tay cùng chân. Cùng tay cùng chân tôi. Làm sao mà cho nó kêu. Ngọc Phước đứng cái bên. Em cầm một cái máy đếm nhịp. Miễn sao trong vòng 1 phút ST tạo ra được 120 nhịp thì ST sẽ nhận được 1 triệu đồng từ chương trình. Đúng, chương trình chúng tôi hoàn toàn công bằng. Và cái máy bấm nhịp này sẽ do người bạn đồng hành của anh bấm cho anh là em. Em cứ bấm liên tục thôi. Dạ không. Dạ không. Em là rất là công bằng. Chương trình này không có sự sắp xếp. Hồi nãy anh ăn cái bấm tôm giùm cho em đó. Nhưng mà không, cái điều quan trọng là cái nhịp ST nó cũng phải vô cái nhịp của Phước nha. À, chứ vậy em mà bị rớt nhịp cái là tàu ST. Ủa rồi, okay. Tính ra cái tiếng này giống cái tiếng mà chầu văn của Huế. Đúng rồi, kỹ nè, băng, băng. Uống một nhịp nha. Đó. ST sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 1 phút, bắt đầu. Cái điệu nhảy này không có giống như là những lời quảng cáo của tôi dành cho ông luôn á. Ông nhảy như ba cà tưng vậy á. Ôi, nhìn bệnh lắm. Rất là ghê luôn á. Nhảy dance sport đi. Ê mà quá vậy. Yêu ơi. Chưa đủ, 1 phút lần mới mà. Mới có 2 mấy à. 35 giây. Ê mệt mệt. Cuối cùng. Đi, mấy cái là múa rồi cái này nè, tao đánh tạnh, tao đánh tạnh. Còn 10 giây nữa. Tạnh. 5 giây cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Quá tuyệt vời. 144 nhịp. Ủa sao mới 120 thôi? Em đâu, ai đâu ai dặn đâu, em tưởng hết 1 phút mới ngừng. Trời ơi. Ủa thì ai biết đâu, thì trời trời. Thì ra là em có mua đồ. Gì nữa? Con người của em là vậy hả Ngọc Phước?
em là cô giáo gì? Mà ủa cái gì, ủa ai dám đâu, người ta nói là chỉ cần trong một phút được 120 nhịp là ngưng, em chơi tới 144 nhịp là lố 24 nhịp. Nãy em cho cười mà cái lúc đó là cái lúc chị nhớ chắc cái nhịp 120 là ST nói trời ơi chóng mặt quá, chóng mặt quá. Không, nhưng mà nhờ vậy thì ST đã có một điều dạy rất là tuyệt vời. Xin mời ST khi mà trở về nhà xem lại chương trình cho thấy mình tuyệt vời như thế nào. Và xin được chúc mừng ST đã mang về cho mình 1 triệu đồng. Yeah. Thấy đi. Trên đài có nói chuyện tiểu phẩm mà lên. Trời ơi, cứ sơ hở là có tiểu phẩm, sơ hở là có tiểu phẩm. Số 3. Số 3. Ê thôi. Wow. Đúng rồi. Thôi, lại là phạt như ý muốn. Mời thôi, ST. Thôi mà. Thôi. Ông không có lấy quay tất cả, ông cũng chai tất cả hết á. Ừ, đây là ô hình phạt. Và hình phạt dành cho ST là gì nhỉ? Đây là hình phạt dành cho ST. Mời bạn hãy thưởng thức. Anh muốn có BG mở cho anh không? Có biết. Đà, đà, đà. Là gì vậy? Sao ghi? Ủa cái này mà không biết gì hả? Hỏi gì vậy? Nhưng mà ý là sao á? Ý là sao á? Bây giờ là ông ngồi ông tách ăn sầu riêng trong vòng 1 phút ăn hết một trái sầu riêng vậy thôi. Ê, có thật là vậy không? Dĩ nhiên là không, dĩ nhiên là không. Ủa? Cái hình phạt là? Hình phạt là ST phải làm động tác lăng trong vòng 3 phút và lăng để trái sầu riêng. Để trái sầu riêng ở dưới bụng. Ôi. Có nghe tôi ví dụ thôi nha. Đó. Hiểu chưa? Phải để đúng 3 phút. Rồi sao nữa ạ? À? Khi mà chịu không... Nếu... Ê! Đúng! Đúng! Ê! Đúng! Đúng! Đây! Xong rồi á! Xong rồi á! Mình đây! Để thuốc! Tôi nghĩ lẽ tôi đã hiểu rồi. Làm đi! Trong vòng 3 phút thôi! Phước! Được rồi! Em bỏ người đó là đạo cụ của chương trình. Không phải giờ em khui đâu. Em thấy vậy nè mọi người, nếu vậy là bị uổng quá. Bây giờ đưa cái trái này con dao đi em ngồi em khui cho. Làm gì uổng thì nó làm sao mình còn dư mình ăn. Thì khui luôn đi để cái vỏ dưới cái mình ngồi mình ăn trong lúc mình coi bạn mình diễn. Thời gian không còn nhiều đâu. À, rồi anh Lăng đi. Rồi ST có chấp nhận hình phạt này không? Nếu vừa qua được bạn sẽ mang về 1 triệu đồng. Ủa hình phạt mà chấp nhận cái gì mọi người? Đúng rồi, mà đã bắt buộc phải làm. Ủa bắt buộc phải làm hả? Bắt buộc phải làm. Có nghĩa là nếu mà giữa chừng bỏ cuộc thì chịu bỏ qua thì thôi. Nó nước đít tình là anh lẹ lên đi anh. Khó lắm, rồi, một phút rồi đã lăn lộn rồi. Cởi áo ra đi. Mày năm như di chế mà sợ ho. Không cởi luôn, cởi cởi luôn. Cởi luôn, cởi cởi luôn. Vô luôn. Cái bụng nó che cái kia. Vô luôn, vô. Ở đó thổi vào. Vô luôn đi. Nhanh đi em nôn ăn trái sầu riêng quá nè. Chưa để em, chưa để em, chưa để em. Ê cái đó là trong em chứ không phải là trong. Bây giờ cho hỏi ST đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. 3 phút bắt đầu. Anh ơi né trái sầu riêng của em ra nghe. Thấp xuống, thấp xuống. Thấp xuống chứ thấp gì. Thấp xuống. Xuống là nó đụng trái sầu riêng rồi. Cái này nè, cái phần này nè anh, cái phần này nè. Đúng. Phải xuống miếng không nữa. Không có đúng động tác rồi. Em là em lo cho trái sầu riêng thôi. Trời đất ơi, trái sầu riêng ơi. Kéo kéo xuống dưới bụng chút xíu, nó còn sinh cao quá. Trái sầu riêng đó hả chị? Rồi, đây, đây, đây. Rồi, không thì thấp quá, lên ê, đi. Kéo xuống không có được cái đẩy. Đẩy đâu anh? Mới có 30 giây thôi. À. Chưa bao giờ mình thấy thời gian trôi qua chậm anh, như vậy. Anh chơi cái này không nè? Đó. Trời ơi, cái rất ảo. Ơi, rất ảo. Cái ảo còn rồi. Đây, đó. Nó lượn tới lượn lui. Ê, ê, coi chừng nha. Ê, ê, coi chừng nha. Đó, đó là trái tim nè. Coi chừng hư trái tim. Đây, 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 đây. Đã vượt qua 1 phút đầu tiên. 1 phút rồi ạ? Giảng đi anh ơi, 2 phút nữa thôi. Trời ơi. Vậy là trái sầu riêng nhận đâu có ngọt đâu, mặn chặn à, mồ hôi ướt xuống thấm vô hết trơn rồi. Mà rung rồi đó nha, tiên rung rồi đó nha. Chết rồi. Thì phải nói chuyện chứ. Hát bài mới của mình coi. Hát một bài xem nào. Bài đúng mới rồi. Của bài gì? Em mỗi ngày thương mà chưa đọc bài á. Ê, đau quá. Ê, nhỏ đá quá. Ngày xưa, em canh gì đó. Áo em sợ anh gớt cái áo. Sao ta? Bài hát đó hát sao ta? Chỗ bài của ông hỏi tôi. Bất chí rồi, vô chi rồi nè mọi người. Nào, dở này lên đi. Cái gì nè? Hoa đắng như tựa đưa lối, sương phù mờ đêm tối. Có thật sự là bài của mình không? Cái gì vậy? Cái bụng sắp đụng với Huyên rồi. Rồi. Chưa. Có gì vậy? Không phải đó. Không, em sợ anh té xuống á. Anh té thì anh chịu. Té thì anh chịu. Nhưng mà nó nước đít nên anh lẹ lên đi. Còn 1 phút nha, còn 58 giây, cố lên đó đi. Mà không biết cái sầu riêng thì có muối không ha. 30 giây cuối cùng. Nhanh đi, nó ăn cái sầu riêng quá nè. Trời ơi, ai cũng nôn ăn cái sầu riêng hết trơn á. Thiệt á, thôi xích lên chứ đi.
Ơi chị tính ra là cũng, cũng, tự hào cũng giỏi nha. Giỏi. Vì tiền á, dạ. Vì tiền mà vậy đó hả? 20 giây 19 giây 18 17 16 Rung rồi kìa. 18 Thật nó đếm không vậy? 18 15 14 13 10 giây cuối cùng. 9 ăn à? 8 7, 7 6 5 4 3, 3 2 1 Hết giờ. Quá tuyệt vời luôn. Vô đây. Em sợ mất cái đường riêng. Đây anh chỉ đây, cho đây, đây. Không có ai nuốt cái sầu riêng đó của em đâu. Đem vô đây. Thôi rồi đây em cầm cho chắc nha, mình không phải ở chợ cái răng nha con gái. Cất vô cái này đây, là đậu đây, đây đây đây, để em cất cho. Không phải đây, đây 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 đây, riêng rất xuống là đậu u đó. Cất chị với em cất vô cái hộp màu vàng nãy á, tí khui thử trái chín rồi đó. Trời ơi thiệt sự luôn á. Xin lỗi em, cái đó không phải là của em nha. Đây là phần hình phạt của ST. Nên bởi vậy ST đã vượt qua hình phạt này, nên phần thưởng của ST là trái sầu riêng đó. Ta không có 1 triệu. Này không có 1 triệu, có trái sầu riêng à? Dạ đúng rồi. Thôi đi ạ, coi như là có sức khỏe đi, có một cái cơm cơ bụng chắc chắn đi ha. Thật ra là chúng tôi đùa thôi. Phần thưởng dành cho ST đó chính là trái sầu riêng. Ơi, vẫn là trái sầu riêng à? Bây giờ giới thiệu bao nhiêu lần thì nó vẫn là trái sầu riêng đúng không ạ? Chúng tôi lại đùa thôi. Thật ra phần thưởng dành cho ST không phải là trái sầu riêng mà là hộp sầu riêng. Lại đùa thôi. Đùa thôi. Thật ra món quà chương trình nhận tặng cho anh. MC chương trình. Đó không, em nói giùm lại vui. Tại sao hay nghĩ quá vậy? Đó chính là... Tại sao nghĩ nhiều quá? Cái bill mua sầu riêng. Yeah. Chắc là chuyện đó là 700 mấy chứ. 700 mấy. Thôi Jun, Jun nói đi Jun. Ok. Thôi ST. Rồi, bắt đầu em tới rồi. Tới rồi, bình tĩnh. Đừng tác động vật lý về hết. ST đã xuất sắc vượt qua hình phạt này nên nhận được 1 triệu đồng từ chương trình. Và không có trái sầu riêng.